các bạn đến với Đừng Quên Lời Bài Hát. Một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta sẽ trở lại với những từ biệt giấu quen thuộc của trò chơi nhạc. Tuần này chúng ta sẽ được lắng nghe giọng hát của ai đây? Đừng rời mắt khỏi máy thu hình trong vòng 60 phút tới. Và ngay bây giờ xin được chào đón MC Hóa Minh, Nguyễn Khang. Xin chào mừng tất cả quý vị các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình âm nhạc năm 2015. Và hãy cùng chào đón với nhạc Flashband và nhóm nhạc Candy Lắm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình với một cô gái rất xinh đẹp và dễ thương. Xin được giới thiệu nữ ca sĩ Shirley Phương Trinh. Chào em. Chào anh Khang. Ngày hôm nay thì rất là vui khi chào đón em trên sân khấu này. Em có xem chương trình này bao giờ chưa? Em đã chơi chương trình này rồi, nhưng mà cách đây khoảng 3 năm. Là một cái phiên bản khác đúng không? Dạ, phiên bản mà là... ngày xưa còn hai ban nhạc đấu với nhau. Lúc đó là một đội của mình là có mấy người lận? Như là 4 người. 4 người. Nhưng mà hôm nay thì chỉ có mình em đơn thương độc mã trên một cái cuộc chiến này thôi. Một mình em trên sân khấu này để giật cái giải thưởng là 100 triệu. Cho nên nếu em thắng là em hốt hết luôn, không chia cho một ai cả. Rồi, vô đi anh. Ok. Anh có rất là thích cái bộ váy của em, nó đặc biệt quá. Sao nó có nhiều cửa sổ như vậy em? Dạ, tại vì em phải mặc một bộ đồ mà tàn tạ nhất để em thi cuộc thi này có được thắng giải thưởng lớn về. Em tậu cái váy nó liền lạc hơn. Như vậy mỗi một ô là 1 triệu đúng không em? Dạ, anh cứ đếm đi. Đắp 10 ô vậy là đủ 110 triệu, ok. Phương Trinh Jolie. Dạ. Thì sao có chữ Jolie đó? Jolie này có phải là tên thần tượng em Angela Jolie? Cái cô mà quéo. Ok rồi. Như vậy thì em đã sẵn sàng để đến với phần thi chưa? Dạ, em sẵn sàng. Ok. Chúng ta có những bài hát với những từ được giấu đi và những thể loại âm nhạc như sau. Pop, tình ca, thầy cô mái trường, rock, ca sĩ nổi tiếng, dance, nhạc cách mạng, nhạc tiền chiến và chủ đề 4 mùa. Tương ứng với 9 thể loại âm nhạc này, chúng ta có những mức giải thưởng như sau. Từ 200 cho đến 3 triệu là Phương Trinh sẽ phát chính xác. Qua mức thứ 5, em có quyền dùng cuộc chơi lúc nào cảm thấy không an toàn. Qua mức thứ 9, Trinh sẽ đến với bài hát chiến thắng trị giá 100 triệu đồng. Chúng tôi sẽ cho Trinh 3 quyền trợ giúp sau đây. Nhờ người thân trợ giúp, mở 2 trong số YouTube bất kỳ và 3 đáp án, trong đó có 1 đáp án chính xác. Rồi, bây giờ bắt đầu với chủ đề đầu tiên. Trinh sẽ chọn chủ đề nào đây? Cho em chọn chủ đề pop. Pop, chọn. Chúng ta có 2 ca khúc. Một là Tình Yêu Diệu Kỳ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuần do nữ ca sĩ Thanh Ngọc thể hiện trong album Thanh Ngọc Vol 2. Và 2 là ca khúc Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương do nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện trong album cùng tên. Anh. Dạ. Đây là một ca khúc mà rất nhiều thí sinh chọn trong những cái cuộc thi hát bởi vì nó khá là cao. Hôm rồi trong cuộc thi Tôi Là Người Chiến Thắng thì có một cô ca sĩ có giọng hát cao, thiệt là cao, cũng chọn cái khúc này, cho nên em mới quyết định là chọn cái khúc này. Thử luôn đúng không ạ? Dạ. Anh chọn. Với ca khúc này, Phương Trinh sẽ phải hát 4 từ được giấu đi. Rồi, chúc em may mắn, cố gắng lên. Phương Trinh cùng với ca khúc Anh, âm nhạc bắt đầu. Một lời anh không muốn nói là một mai hai ta không cách xa. Em vẫn nhớ dẫu muôn vàn xa cách, nỗi yêu thương có mỗi phút giây nào. Nhiều lòng mình phải quên để bước đi. Một cuộc sống bên em không có ai.
thế nhưng sao thật khó và em đã mỏi mệt bước trên đường đời một mình thiếu vắng anh. Làm sao em ru nổi những đêm dài, làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng, chỉ mong anh đừng để tình lạnh giá. Hãy gọi thầm tên nhau. Tên nhau. Chắc vậy quá, tại vì người này là mơ tới người kia gọi tên nhau quá. Em đã chốt câu hát này chưa? Tôi chốt. Phương Trinh có vượt qua được cột mốc này hay không? Chúng ta sẽ được biết sau phút nghỉ giải lao. Các bạn hãy chờ nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quay trở lại với trò chơi âm nhạc năm 2015 cùng với Phương Trinh trên sân khấu này. Trước khi nghỉ giải lao thì Phương Trinh đã chọn ca khúc Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương, và điền vào những từ tên nhau trong mơ. Hãy cùng đến với kết quả của chương trình. Bây giờ thì Phương Trinh sẽ chọn chủ đề nào tiếp theo đây? Cho em chọn tình ca. Tình ca, chọn. Wow, chúng ta có hai ca khúc rất hay. Một là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, ca khúc Em Về Tinh Khôi, do nữ ca sĩ Trần Thu Hà thể hiện trong album cùng tên. Và hai là ca khúc Cỏ Và Mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son, do nhóm Nông Dòng Kẻ thể hiện trong album Em. Em sẽ chọn ca khúc nào? Em chọn ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo, Em Về Tinh Khôi. Em Về Tinh Khôi, chọn. Với ca khúc này, Trinh sẽ hát ba từ được giấu đi. Chúc em may mắn. Cảm ơn anh. Em Về Tinh Khôi cùng với Phương Trinh, âm nhạc bắt đầu. Đánh rơi buổi chiều thơm ngát, làn môi ơi đừng quá run run, lỡ tia nắng hồng tàn mất, xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu dâng thành mê say, xin cho ta nhìn ngắm lung linh, từ đây đôi mắt sẽ trong, bàn tay em là cánh sen thơm. Em đọc lại đáp án một lần nữa đi ạ. Dạ, cánh sen thơm. Ok, cánh sen thơm. Tôi cũng rất thích ca khúc này từ ngày xưa rồi. Mặc dù là qua cả chục năm nghe lại vẫn dạ, thích. Lúc em học lớp 9, lớp 10 chắc cũng phải. Lúc đó là em đọc lớp 9 là em đã nghe ca khúc này rồi. Dạ. Hồi đó là thời Làng Sóng Xanh đúng dạ, không? Dạ đúng rồi đó. Là em nghe là chị Mỹ Linh nè, Trần Thu Hà, Trần Thu Hà nè, Lam Trường, Lam Trường Bằng Kiều, Phương Thanh Mỹ Tâm này nọ. Vâng, có rất nhiều ca sĩ đã hát ca khúc này. À, em đã chốt câu hát này chưa? Tôi chốt. Trả lời đúng, Phương Trinh sẽ tôi cho mình ôm màu xanh 500.000. Và bây giờ là kết quả của chúng tôi. Vậy là bạn đã có ô màu xanh, có vẻ như con đường đi của chúng ta rất thuận lợi đúng không ạ? Có 500.000 rồi đó. 500.000 chưa thành hiện thực đâu, phải hát được hai cục móc còn lại nữa. Là tới 3 triệu mới chắc chắn. Em đặt chỉ tiêu là bao nhiêu? Dạ, cỡ 100 thôi. 100.000 ở đây đâu có đâu em. Dạ, 100 mà nó có thêm 6 số 0 rồi sao nữa anh.
rất là nhiều người cũng đặt chỉ tiêu cao như vậy. Ừ. Dạ. Em bên cạnh là công việc là một ca sĩ thì còn là diễn viên rồi còn làm gì nữa không? Dạ, thỉnh thoảng thì em có quay thêm một vài chương trình làm MC. Hèn chiên, lành quá và lành luôn. Dạ, chút. Như vậy thì là những công việc là liên quan đến nghệ thuật đúng không? Dạ. Như vậy thì em đóng phim là em đóng phim truyền hình hay là phim điện ảnh? Đa số em đóng là phim truyền hình tại vì gương mặt của em nó hơi bị tròn á, nên khi mà lên màn ảnh ảnh rộng nó bị to quá, chắc có lẽ là vậy nên em ít khi nào trúng phim nhiều lắm. Đúng rồi, tại vì TV ở Việt Nam thì thường hay là nó kéo giãn hình ra. Yeah. Mốt em mua cái TV nào nó kéo theo chiều dọc á thì cái lúc đó là cái mặt của mình nó sẽ dài. Dạ, em sẽ ráng em gọi là 100 sao? Triệu là em mua được hai cái rồi đó. Theo cái loại TV kiểu đó. Không, TV màn hình công bây giờ tới 150 triệu luôn anh. Em chắc công em như phải... vậy. Chắc em phải thi thêm một số nữa của trò chơi âm nhạc mới đủ tiền mua. Vâng. Nhưng mà trò chơi âm nhạc phiên bản này thì mỗi người xuất hiện có một lần thôi. Tại vì cũng không để cho mọi người mà gặt nhiều tiền quá đó em. Thế rồi, như vậy là em đóng phim truyền hình nhưng mà em đóng vai chính diện hay phản diện? Phim mà em đang đóng là... Thường á, anh nói thường. Thường á là phim vai hiền không à? Tại mặt em rất là hiền. Ồ. Dạ, nhưng mà em cũng nghe nhiều người nói là thôi đóng phim hiền hoài, giờ đóng phim gì mà nó... Nó thay đổi đi để mọi người có cái để người ta coi chứ hiền hoài người ta coi người ta chán quá. Cho tại nên vì dạ... anh thấy là thông thường là cái người mà cái tính cách như thế nào người ta thường giao cho một cái vai tính cách ngược lại đó em. Như vậy thì mình thường như vậy mình sẽ thể hiện tốt hơn đúng không? Dạ đúng rồi, cho nên thôi kệ nó, mình giấu cái bản chất ở trong cũng được mà ở ngoài mình hiền lành là được rồi. Dạ. Anh chúc mừng cho cái sự hiền của em. Cảm ơn em đã đến với chương trình này. Như vậy là chúng ta đã có được 500 ngàn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cột mốc thứ 3, đó là 1 triệu. Trinh sẽ chọn chủ đề nào tiếp theo đây? Cho em chọn chủ đề ca sĩ nổi tiếng. Ca sĩ nổi tiếng, chọn. Chúng ta có hai ca sĩ, wow. Một là Cô bé mùa đông do cặp đôi Thủy Tiên và Đăng Khôi thể hiện, một sáng tác của Phạm Toàn Thắng, album Giấc mơ tuyết trắng. Và hai là Cho một tình yêu, nhạc phim Cho một tình yêu do nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác và nữ ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện. Bạn sẽ chọn ca khúc nào? Ca khúc Cho một tình yêu thì hình như là em cũng không có rõ lắm về ca khúc này. Nhưng mà Cô bé mùa đông thì cách đây khoảng 5-6 năm em cũng có nghe. Cho nên là em cái sẽ thời chọn... em còn tuổi teen đúng không? Không, em học lớp 12 thì phải. À hả? cho nên cho em chọn ca khúc của nhạc sĩ Toàn Thắng, Cô bé mùa đông. Cô bé mùa đông, chọn. Với ca khúc này chúng ta sẽ thể hiện ba từ. Rất dễ đúng không ạ? Ba từ, chỉ điền qua ba từ thôi là thắng rồi. Và cố gắng lên. Và bây giờ Cô bé mùa đông cùng với Phương Trinh, âm nhạc bắt đầu. Chiếc lá lề cành buông xuống lòng đường, ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về cô bé đáng yêu của tôi. Mùa đông đến em vẫn cười, em ước mình là bông tuyết ngoài trời để được mây mai lên thiên đàng. Để được bay mãi lên thiên đàng. Em cảm nhận được cái giai điệu ca khúc, nhưng mà không biết là nó có đúng hay không. Em phải hát đúng hai cột mốc còn lại thì mới được 3 triệu. Còn không ra về sẽ không có gì cả. Hồi nãy thì em hát là lên thiên đàng, nhưng mà thường trong bài hát là thiên đường, chứ người ta không lấy là thiên đàn. Cho em đổi chữ đàn thành đường đi, thiên đường. Lưu ý là chỉ sai bất kỳ từ nào là bạn sẽ ra đi nhé. Nếu cảm thấy không chắc thì nên sử dụng quyền trợ giúp. Bạn đã chốt quán này chưa? Tôi chốt. Thưa quý vị, kết quả của chương trình Phương Trinh sẽ được biết sau phút nghỉ giải lao. Các bạn hãy chờ nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Lại với chương trình âm nhạc năm 2015 cùng với Phương Trinh Jolie. Trước khi nghỉ giải lao thì cô ấy đã chọn ca khúc Cô bé mùa đông và hát những từ lên thiên đường.
với cột mốc là 1 triệu. Và sau khi thay đổi chữ đàn thành chữ đường thì không biết là cái đáp án này có chính xác hay không. Mời quý vị hãy cùng đến với kết quả của chúng tôi. Tí xíu nữa là lên thiên đường thiệt rồi ha. Chút nữa là em bay đi luôn rồi đó. Vâng, như vậy là chúng ta đã có được 1 triệu rồi. Bây giờ thì Phương Trinh sẽ có chắc chắn giải thưởng là 3 triệu nếu như mà Trinh hát được thể loại tiếp theo. Trinh là quê ở đâu em? Em là ở Long Xuyên, quê hương Tôn Đức Thắng. Nơi đó có rất là nhiều món đặc sản ngon. Đặc sản nhất là lẩu mắm. Có rất là nhiều cái loại... cá có thể nấu với lẩu mắm đó đúng không? Dạ, rồi có món rất là ngon là bún cá nữa, bún cá. Vâng. Nên nhưng... là em mời anh Khang và những người nào chưa tới An Giang hãy đến An Giang một lần để ăn những món đặc sản rất là ngon. Anh đến cũng là 3-4 lần rồi. Hình như ở đó còn có thốt nốt nữa đúng không em? Thốt nốt. Đúng dạ không? Đúng rồi, nhưng mà ở trên Châu Đốc thì nó sẽ nhiều hơn. À hả, dạ. Vâng. Bây giờ thì quay trở lại với chương trình thì Phương Trinh sẽ chọn chủ đề nào? Cho em chọn... Các anh ban nhạc bảo là máu lên đi. Dance đi anh ơi. Dance. Bạn em muốn nhảy quá. Em lắc được không? Em nhảy cũng được phải không? Anh dạ. Nhớ vậy là em cũng vũ đạo rất là dữ dội đúng không? Dạ, trong những cái MV của em ra mắt năm nay thì có một bài dance. À ha, vâng. Dạ. Như vậy thì là dance nha. Dạ, cho em dance. Bài nhạc dance. Cho. Chúng ta có hai ca khúc. Một là Nhớ Anh, một sáng tác của Kỳ Phương. Một ca khúc hit của nữ ca sĩ Thu Minh thể hiện trong album Bước Mơ. Và hai là Thư Chưa Gửi Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Và ca khúc này đã từng được Hòa Minh Di thể hiện trong album Học Viện Ngôi Sao. Bây giờ thì bạn sẽ chọn ca khúc nào? Em rất là thích chị Thu Minh. Cho nên em xin chọn một ca khúc của nhạc sĩ Kỳ Phương là ca khúc Nhớ Anh. Nhớ Anh, chọn. Với ca khúc này, bạn sẽ hát 7 từ. Yeah. Rồi, chúc may mắn nha. Nhớ Anh cùng với Phương Trinh, âm nhạc bắt đầu. Em đọc lại đáp án cho một lần nữa đi ạ. Những nhớ thương tan theo khói mây. Cho những nhớ thương tan theo khói mây. Vâng, chúng tôi ghi nhận đáp án này. Phương Trinh đã chốt quá này chưa? Tôi chốt. Hãy cùng xem một ca khúc nhạc dance đã thay đổi không khí của trường quay. Liệu có giúp cho Phương Trinh tiến lên thêm một cột mốc nữa hay không? Hãy cùng đến với kết quả của chúng tôi. Thank you.
chương trình đã có chắc chắn được giải thưởng là 3 triệu của chúng tôi rồi. 3 triệu. Dạ, em sẽ ráng cố gắng để được con số 100 triệu. Bây giờ thì chúng ta đã có được 3 triệu là chắc chắn rồi. Cứ thoải mái mà thi thôi, đúng không ạ? Phương Trinh, em là người An Giang, như vậy là em lên thành phố Hồ Chí Minh sống lâu rồi chứ? Em lên đây học năm 12. Và sau đó là đúng ra là em đi xuất ngoại với gia đình, nhưng mà được giải nhất TH truyền hình nên ở lại làm nghệ thuật luôn. Như là ba mẹ là qua đó? Dạ, mẹ em qua đó, xong rồi mẹ em về đây. À. Nhưng mà em không chịu đi. Mẹ không chịu đi? Dạ. Ờ, quyết định vậy là ở Việt Nam, người Việt Nam ở Việt Nam, ăn cơm ở Việt Nam và kiếm tiền ở Việt Nam. À, như vậy là lo cho em ở đây liền. À, như vậy thì khi mà em có quá là nhiều nghề như vậy á, thì em lại xác định cho mình đi nghề nào là chính thức? Lúc đầu em không có nghĩ là mình sẽ theo nghệ thuật, tại vì nhà em không có ai theo nghệ thuật. Nhưng mà giống như là cái duyên nợ, cho nên là tổ nghiệp cho mình phải đi theo nghề này là mình phải đi theo nghề này. Và em nghĩ là chắc có lẽ là mình sẽ theo đuổi cái nghề này đến khi nào mà khán giả không còn thích mình, không còn yêu mến mình nữa thì mình mới chuyển nghề. À hả, vâng. Bây giờ đây thì Phương Trinh sẽ chọn chủ đề nào cho cột mốc 5 triệu tiếp theo? Dạ, em xin chọn nhạc cách mạng. Ừ. Quả là một sự lựa chọn rất là kiên cường. Và đây sự bản lĩnh. Em xem chương trình nhiều rồi đúng không? Dạ, tại vì lúc mà em thi tiếng hát truyền hình thì thường là hát những ca khúc cách mạng và tiền chiến, cho nên là em nghĩ là mình chắc cũng sẽ có biết những ca khúc trong chủ đề này. Ừ. Để xem chủ đề nhạc cách mạng này có làm thay đổi cục diện hay không. Nhạc cách mạng, chọn. Chúng ta có hai ca khúc. Một là Tình ca Tây Bắc, một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đức Hành, thơ Cẩm Giang, do nghệ sĩ Thu Hiền và Trung Đức thể hiện trong album Nổi Trống Lên Núi Rừng Ơi. Và hai là Đường Trường Sơn Sen Qua, một sáng tác của Văn Dung, do nam ca sĩ Trọng Tấn thể hiện trong album Đi Giữa Mùa Xuân. Anh thấy em có vẻ rất là vui thích khi mở ra chủ đề này đúng không? Dạ, anh như anh nói vậy đó, trong lòng mình mà ác là mình diễn hiền nó đạt, nên em buồn em diễn ngoài nó vui cho nó ngược lại. Thật sự em buồn lắm, tại vì em không biết hai cái khúc này. Thì đó, bởi vậy anh mới nói cái chủ đề này là cái chủ đề mà tiễn khách là nhiều đó. Mở ra một cái là nhiều người ra đi gì đó, không có gì khác nữa. Tại vì thường những cái khúc cách mạng mà em biết là đa số là ở trong miền Nam, còn những cái khúc này là ở phía miền Bắc nên em không có rành lắm. Nhưng mà mình đã dấn thân vào cái lựa chọn này rồi nên mình phải theo thôi. Em nghĩ là mình sẽ chọn ca khúc Tình ca Tây Bắc. Tình ca Tây Bắc, em có biết giai điệu bài này không? Dạ không. Bài dưới? Cũng không. Rồi, người ta có câu là không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con. Cô này mới ở miệng cửa rồi, mà tôi nghĩ là chắc cũng bị cọp ra rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Tình ca Tây Bắc đúng không em? Dạ. Tình ca Tây Bắc, lỡ dấn thân là phải chơi luôn. Tình ca Tây Bắc, chọn. Với ca khúc này, Phương Trinh sẽ hát 8 từ được giấu đi. Dạ. Yeah. Chúc em may mắn. Em vẫn còn quyền trợ giúp mà, không sao đâu. Tình ca Tây Bắc, âm nhạc bắt đầu. Rừng cây xanh lá muôn đóa hoa mai mừng đón xuân về. Trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa, ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn, bâng khuâng nỗi lòng nhịp sao ai đưa tiếng ca rộn vang. Em là dòng sông về bên suối,
rừng hoa với chim ca vui tưng bừng, suối nước trong xanh soi bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. Anh là rừng xanh. Bây giờ đây thì điều quan trọng là em hãy điền vào đúng chính xác để có thể vượt qua được cột mốc 5 triệu. Không là em sẽ phải chia tay chương trình ở đây. Em chọn một trong ba quyền trợ giúp. Em sẽ dùng quyền trợ giúp nào? Em xin chọn quyền trợ giúp thứ ba là ba đáp án. Ba đáp án, chọn. Okay. Số 1, anh xây cầu vắt ngang bên dòng suối. Số 2, anh làm cầu vắt ngang trên dòng suối. Số 3, anh dựng cầu vắt ngang trên dòng suối. Nói chung là anh làm cây cầu gì đó trên suối đó. Bây giờ chỉ sai vài từ xây làm dựng thôi. Anh xây, xây là thường ta nói xây nhà, dựng, dựng nhà, làm cầu. Cây rừng anh xây cầu anh. Em lựa vào cảm tính thôi, chứ em cũng không có chắc lắm về cái đáp án này. Cho em chọn đáp án B. B. Dạ. Chọn. Như vậy là anh làm cầu vắt ngang trên dòng suối đúng không? Dạ. Em vẫn có thể sử dụng thêm quyền trợ giúp nữa nếu em không chắc. Còn nếu như mà em chắc thì xin dừng lại. Chúng ta có những chữ màu xanh là đúng, những chữ màu vàng là chưa biết. Như vậy, nếu em có muốn sử dụng thêm quyền trợ giúp nữa, thì em có thể mở ba cái từ màu vàng là từ chưa biết bằng cách là có quyền trợ giúp số 2. Và em có thể chắc chắn qua được cái câu này. Em không chọn thêm quyền trợ giúp nữa mà em chốt. Em không muốn sử dụng à? Dạ. Em có nghĩ mình liều lĩnh không? Tại vì ngang thì thường là phải ở trên, không có còn từ nào mà ở bên được. Ngang dòng suối, ngang thì phải là trên dòng suối chứ phải là ngang bên dòng suối. Nhưng mà còn từ làm thì sao? Làm và xây. Xây thì em thấy nó không có vần trong cái câu hát này. Anh làm cầu vắt ngang bên bờ suối. Anh xây cầu thì nó bị ngang, nó không có đúng cái nốt. Ừ, như vậy là em không muốn sử dụng thêm quyền trợ giúp nữa. Dạ, em để dành nếu như mà em có cơ hội. Dạ, anh nói là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nhiều khi trong hang cọp nó chưa chắc có cọp. Nó có những con khác. Em đã chốt câu hát này chưa? Tôi chốt. Và ngay bây giờ, kết quả của chương trình Phương Trinh sẽ được biết sau phút nghỉ giải lao. Các bạn hãy chờ nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị, các bạn, chúng ta đang cùng quay trở lại với trò chơi âm nhạc năm 2015 cùng với Phương Trinh Jolie. Trước khi nghỉ giải lao thì cô ấy đã chọn thể loại nhạc cách mạng với ca khúc Tình Ca Tây Bắc và điền vào những từ anh làm cầu vắt ngang trên dòng suối khi mà sử dụng sự lựa chọn thứ ba, mở ba đáp án. Và ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với kết quả của chương trình. Điều nhảy mà nó hợp với cái tuổi teen. Yeah. Không phải, tại vì á, ca khúc này em không có biết. Nhưng mà lại may mắn trả lời đúng nên em quá vui. Thì bao giờ cũng vậy, cái quyền trợ giúp này là cái quyền gọi là quyền giải thoát. Trong cái tình huống đang giải đúng không ạ?
Cũng xin được cảm ơn nhóm bè Cadillac đã hỗ trợ cho em trong cái phần này. Bây giờ thì em sẽ chọn chủ đề nào tiếp theo? Em có 5 triệu rồi hả? 5 triệu rồi. À là bây giờ là em, nếu mà em trả lời đúng được 10 triệu. Cho em lựa chọn chủ đề 4 mùa. Chủ đề 4 mùa. Chọn. Chúng ta có hai ca khúc đều viết về mùa thu. Một là Nhìn Những Mùa Thu Đi, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do nữ ca sĩ Thanh Lam thể hiện trong album Ru Mãi Ngàn Năm. Và hai là Không Còn Mùa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh do nữ ca sĩ Hồng Nhung thể hiện trong album Bốn Giọng Ca Vàng. Em sẽ chọn ca khúc nào? Em xin chọn ca khúc của chị Hồng Nhung, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, ca khúc mang tên Không Còn Mùa Thu. Không Còn Mùa Thu, chọn. Với ca khúc này, Phương Trinh sẽ phải hát 8 từ được kéo đi. Chúc bạn may mắn. Vâng. Không Còn Mùa Thu cùng với Phương Trinh, âm nhạc bắt đầu. Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm, không còn lời ru mơ trên môi mềm. Em tha như mùa xuân đầu nối dài đêm thâu. Anh là mùa thu cho em mơ màng, anh làm lời ru quấn quyết bên nàng. Em đi tiếng gì thu vàng, tiếng gì xuân xa. Em đọc lại lần nữa đi. Đường ta đã qua chìm khuất chân trời. Ok, như vậy là đủ 8 từ rồi đó. Trinh đã chốt câu hát này chưa? Tôi chốt. Có vẻ như đây là một ca khúc không gây khó dễ cho Phương Trinh. Và đây là một ca khúc mà Nguyên Khang nhớ là trong cuộc thi tiếng hát truyền hình cũng rất là nhiều người chọn hát, đúng không ạ? Dạ, chắc có lẽ em là người hơi lớn tuổi rồi, cho nên những ca khúc mà cái thời giống như em nói Làn Sóng Xanh thì em thuộc nhiều lắm. Nhưng mà giống như bây giờ mình lớn rồi, cái mình đi làm nhiều nên không có thời gian để nghe những ca khúc mới, nên là không có thuộc nhiều bằng ngày xưa. Là ca khúc mới thì chưa chắc mình thuộc. Dạ. Nhưng mà những ca khúc như thế này là những ca khúc cũ đấy. Dạ, cũ cho nên là em thuộc, tại vì cái ký ức ngày xưa nó vẫn còn nguyên trong đầu ấy. Như vậy là em là một người có trí nhớ tốt. Là một diễn viên thì cần phải có để học lời thoại. Vâng, như vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu cái trí nhớ đó có hoàn toàn chính xác hay không với đáp án này không nha. Đường ta đã qua chìm khuất chân trời. Kết quả của chúng tôi chính là... lại đi nhảy đến coi 2, 3. Cái điều nhảy là cái điều nhảy này anh thấy quen. Mỗi lần em biết anh gặp ở đâu không? Mỗi lần anh đi qua tàu đàn đó, anh thấy người ta mở một cái máy phát có nguyên một cái hội những người tập thể dục. Không tới mức cao tuổi đâu, hội những người phụ nữ yêu thể dục và đam mê vận động. Họ đến đó họ tập thể dục. Anh thấy cái điều nhảy này. Hình như là em trưởng hội đúng không? Dạ, em cũng muốn đăng ký vô lắm nhưng mà mấy cô chưa cho. Tại vì em chạy show nhiều quá nên không có tập thường xuyên mấy cô loại. Nhưng mà nhìn ba vòng cũng
rất là hấp dẫn, đúng không ạ? Đúng không? Cảm ơn anh. Nhìn có vẻ là vòng nào ra vòng đó. Tại vì mình phải giữ gìn. Em có chơi thể thao môn gì không? Dạ có, em tập yoga. Yoga? Dạ. Wow. Thế thì trên sân khấu này em có thể tập một vài động tác yoga cho mọi người xem được không? Em có thể gặp người lại mà cái đầu em đụng cái chân luôn. Hay vậy? Em làm thử coi. Hai, ba, vô. Woo! Yeah. Ủa sao em dẻo vậy? Sao anh dạ. Gặp không được vậy? Gặp tới đây là hết được rồi. Anh phải tập từ từ mới được chứ không phải là mình tập liền. Tức là không được. Có bụng thì mới tập được đúng không? Không phải, có nhiều cô bụng cũng to lớn tuổi nhưng mà do cái xương của mình chứ không phải do cái bụng. À chứ gì vậy là anh bị lão hóa xương rồi, uống sữa có canxi thôi. À. Nhưng mà em tập lâu chưa? Em tập được khoảng 1 năm. À 1 năm mà đỡ được như vậy. Như vậy là nếu mà tập được năm sau là cái chân em kéo lên được tới đỉnh đầu luôn. Không, bây giờ đã kéo được rồi. Hay vậy? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề tiếp theo. Cho em xin chọn chủ đề thầy cô và mái trường đi. Tại vì rock em không có nghe nhiều lắm. Thầy cô và mái trường, chọn. Chúng ta có 2 ca khúc. Một là Kỷ niệm trường xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Chương do nam ca sĩ Đăng Khôi thể hiện trong album Khôi. Và 2 là Áo trắng đến trường, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương do nữ ca sĩ Phương Linh thể hiện trong nhạc phim Nhật ký Vàng Anh. Em chọn ca khúc nào? 2 ca khúc này nhiều khi em cũng nghe rồi nhưng mà em không biết tựa. Kỷ niệm trường xưa và Áo trắng đến trường. Cho em chọn Kỷ niệm trường xưa. Kỷ niệm trường xưa, chọn. Với ca khúc này, Trinh sẽ phải hát 13 từ được giấu đi. Nha. Yeah. Chúc bạn may mắn. Nha. Yeah. Yoga nó có một cái môn gọi là môn hít thở. Khi nào mà cảm thấy mệt quá, hít nạp đủ oxy vô là đầu óc tỉnh táo liền. Em thích nó nhiều 100 lần mà cũng chưa thấy tỉnh lắm. Kỷ niệm trường xưa cùng với Phương Trinh, âm nhạc bắt đầu. Trôi như giấc mơ, kỷ niệm trường xưa đã qua đâu ngờ. Một thời học sinh dấu yêu, nào ai qua đi không gì lên lưu. Từng trang lưu bút viết lên bao điều, gợi lại lòng tôi nhớ những giấc chiều. Dù cách xa, tình sẽ không phai nhòa. Ngày từng ngày vội vàng trong qua, ghi dấu bao nhiêu kỷ niệm. Lời dân dương yên hoa thiết tha, tâm huyết cô thầy quý dạy. Đắm đắm nguyên một đời khắc ghi, hai tiếng cô thầy thân thương. Mai chia tay một phương cách xa, bạn đời chưa quên. Lòng đừng quên dấu yêu hôm nào còn ngập ngây tình đắm say sau này. Khi xuân sao đất nào vẫn vương dần dần chia tay đến rồi. Na 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 na. Đúng rồi, cái gì thì nó là vậy đó. Viết nhạc cho mấy trường mà. Giai điệu nó cũng sẽ không phải phức tạp lắm đâu để các bạn có thể hát với nhau. Rồi bây giờ em điền vào đi. Điền từ thích hợp đi. 13 từ. Ừ. Bắt đầu đừng sáng tác em nha. Thầy cô không mong muốn điều này đâu. Dạ chính vì vậy nên em phải nghiêm túc. Em không có sáng tác. Em xin chọn trợ giúp thứ hai. Trợ giúp thứ hai. Mình trợ giúp thứ hai. Chọn. Từ 1 cho đến 13. Trinh sẽ chọn số mấy? Em chọn 1, 2. 1, 2, 1, mở. Số 2 tiếp đúng không? Dạ. Số 2, chọn.
Bạn bè. Em xin chọn nốt quyền trợ giúp còn lại luôn. Chơi luôn. Nhờ người khác trợ giúp. Chọn. Rồi bây giờ có hai người đi cùng với Phương Trinh đó là ai à? Chào hai em. Em tên gì? Khâu Tuấn Thanh. Khâu Tuấn Thanh. Dạ ok, okay. Còn em ngồi kế bên tên gì? Dạ em tên Hương. Tên gì Hương em? Dạ Huỳnh Thị Mỹ Hương. Huỳnh Thị Mỹ Hương. Rồi bây giờ thì em sẽ chọn bạn Thanh hay là bạn Hương ra đây? Dạ. Hai bạn có nụ cười rất đẹp, răng ai cũng trắng đều hết trơn á. Cho phép em chọn bạn Hương đi. Rồi mời Hương ra đây. Dạ. Yeah. Chào Hương. Em đang đến với trò chơi âm nhạc. Em biết nhiệm vụ của em chưa? Dạ em biết. Em hát lại cái bài này đúng không? Em cười đẹp như hoa hậu vậy đó. Nhưng mà phải đăng quang em nha. Rồi bây giờ đây thì cả hai hãy thể hiện quyết tâm cho chúng tôi thấy được không? 2, 3. Vô. Khán giả dành cho phát tay à. Và bây giờ thì Hương sẽ hát lại cái khúc này cùng với Phương Trinh. Âm nhạc bắt đầu. Tuổi thơ trôi như giấc mơ, kỷ niệm trường xưa đã qua đâu ngờ. Thời học sinh dấu yêu, nào ai qua đi không gì luyến lưu. Từng trang lưu bút viết lên bao điều, gợi lại lòng tôi nhớ nhung sớm chiều. Dù cách xa, tình sẽ không phai nhòa. Ngày đến ngày vội vàng trong qua, ghi dấu bao nhiêu kỷ niệm. Lời dịu dàng nghìn hoa thiết tha, tâm huyết của thầy khuyên dạy. Tâm 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 quyền một đời khắc ghi, hai tiếng của thầy thân thương. Mà chia tay một phương thật xa, bạn ơi chớ quên. Cô cho em lớn khôn, từng lời thầy em viết trong tâm. Mãi bạn ơi có nơi phương nào, dặn lòng đừng quên dấu yêu hôm nào. Còn vẫn ngây tình đắm say sau này. Nghe sâu sao nan nào vẫn vương, nghe đến chia tay đến rồi. Em biết không Hương? Dạ, bài này thì em cũng nghe rồi nhưng mà em không nhớ. Thôi cảm ơn em rất là nhiều. Đó ra đây. Yeah. Cảm ơn Hương. Bây giờ thì em có hai sự lựa chọn. Một là em điền đúng hết, em đi tiếp. Hai là dừng cuộc chơi ở đây để bảo toàn số điểm. Tại nếu điền sai thì em sẽ quay trở lại với cục mốc 3 triệu. Ý em sao? Nếu mà đúng thì em sẽ được 10 triệu. Còn nếu trả lời sai thì em sẽ còn 3 triệu. Đúng rồi. Em xin dừng cuộc chơi tại đây. Anh đồng ý. Anh nghĩ là bây giờ có điền đi nữa thì em cũng không thể nào sáng tác ra được chính xác từng từ đúng không ạ? Vâng. Thưa quý vị, Phương Trinh đã quyết định dừng cuộc chơi ở đây và bạn sẽ ra về với số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Xin chúc mừng. Sao em có vẻ ngạc nhiên gì? Ủa nãy anh nói là còn 3 triệu à mà. Khi nào em điền sai thì mới 3 triệu. À. Còn em dừng cuộc chơi vẫn có 10 triệu. À. Em ở ngày xưa em hình như ở trong một cái đoàn ca múa cải lương hay là hát bầu gì đó phải không? Chắc là do em là người miền Tây đó cho nên là cái dù cho theo nhạc pop nhưng mà cái chất miền Tây nó vẫn còn trong người em. Em nói em cũng ra thành giai điệu mà em đứng em múa em cũng ra giai điệu, đúng không? Rồi. Bây giờ em là người miền Tây đúng không? Dạ đúng rồi. Em có biết hát cải lương không? Dạ được một câu duy nhất trong cuộc đời em. Chơi luôn, đừng nói là Lan và Điệp nha. Ghe chiếu miền Tây đi. Rồi vô. Dạ. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Nga Bài. Sao cô gái năm xưa vẫn chưa thấy ra?
cái khúc đó nó hơi trên trên dạ, trên cái đó bị lai bóp rồi đó. Bị lai bóp, khúc đó hơi lai bóp chứ. Có lẽ là từ lúc cô bán chiếu xong cô đổi đời, cho nên cô hơi hiện đại hơn một chút. Dạ, bán chiếu xong cái tình cờ gặp anh đạo diễn, dớt lên làm diễn viên lên Sài Gòn luôn, cho nên là hát nhạc pop luôn. Wow. Dạ. Rồi, như vậy là coi như là món quà nhỏ mà bạn ấy đã gửi đến cho quý vị trong chương trình này. Miền Tây là An Giang đúng không? Dạ, An Giang. Ok. Vâng, và bây giờ đây thì em có muốn biết đáp án chính xác của chương trình? Dạ, rất là muốn biết luôn á anh ơi. Và đáp án của chúng tôi chính là... Bạn bè ngày nào cùng sánh vai, chia sớt cho nhau vui buồn. Cái này là tỷ tê tâm sự đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, bạn bè ngày nào cùng sánh vai, chia sớt cho nhau vui buồn là đáp án chính xác của chúng tôi. Và như vậy thì chúng ta sẽ chia tay Jolie Phương Trinh ở đây với giá trị giải thưởng là 10 triệu. Rất là vui khi được chào đón Phương Trinh trên sân khấu này. Như vậy là chúng ta đã trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau rồi. Em có muốn nói điều gì với quý vị khán giả không? Dạ, em muốn nói nhiều lắm, nhưng mà thay cho những lời nói thì em sẽ có một món quà tặng cho quý vị khán giả đang xem trên truyền hình cũng như là các bạn khán giả tại đây. Một ca khúc để đón chào một mùa xuân đến trong năm 2015. Vâng, chắc chắn rồi. Thưa quý vị, trước khi đến với món quà này của Phương Trinh, thì có lẽ là món quà này nó sẽ đặc biệt hơn ở một cái điều nữa mà chút nữa thì chúng tôi sẽ tiết lộ với quý vị. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút nha. Chúng tôi sẽ quay trở lại với món quà về mùa xuân. Lại với trò chơi âm nhạc năm 2015 cùng với Phương Trinh Jolie. Và trước khi nghỉ giải lao thì Phương Trinh có gửi tặng cho quý vị một món quà để khép lại chương trình này, đó là một ca khúc Xuân. Một ca khúc Xuân, ca khúc nào ạ? Hoa cỏ mùa xuân. Hoa cỏ mùa xuân. Và để không khí thêm phần sen tụ hơn thì có lẽ là Nguyễn Khai sẽ cùng với lại Phương Trinh. Thì quá hay luôn rồi, lần đầu tiên song ca với MC Nguyên Khang. Rồi song kiếm hợp bích, nhưng mà anh nhảy nữa đó. Em có nhảy được không? Em phải nhảy đó. Anh nhảy kiểu nào là em nhảy kiểu đó? Em nhảy cái kiểu hồi nãy được không? Cái kiểu hồi nãy là kiểu gì? Em ơi thôi, cái kiểu này nó bị lọt cò quá. Bây giờ em nhảy cái kiểu nào mà nó mê hồn người? Mê hồn người. Anh có nhiều cái kiểu đó, đó, đó. Cha nha. Đó, ok, rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hoa cỏ mùa xuân, như là lời chúc cho quý vị có một mùa xuân thật an lành và ấm áp. Yeah. Con non rất mềm, này mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm, này là giọt sương chiếu nặng hạt ngọc trên lá cỏ, trên bông tầm xuân chiếc hiên nhà. Nhỏ của Phương Trinh cùng với lại hai bạn hỗ trợ đang cùng đứng với chúng ta trên sân khấu này. Thưa quý vị, một lần nữa xin chúc cho quý vị một mùa xuân thật an lành, ấm áp và tràn đầy hạnh phúc quý vị nha. Và cũng đừng quên bật tivi vào lúc 20 giờ tối thứ năm tuần trên VTV3 để đến với chương trình này. Với âm nhạc, chúng ta là một. With music, we are one. Nguyên Khang, Phương Trinh, hai bạn hỗ trợ, ban nhạc Flashband và nhóm bè Cadillac. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy cùng bắt đầu với chúng tôi với người chơi của ngày hôm nay. Không phải. Chúng
bên cạnh bạn thì tôi cũng thấy mình hơi tự ti một tí xíu. À đúng rồi. Tại vì mình có quá nhiều điều thú vị hay là tại vì mình không có gì để mình chia sẻ? À đúng rồi.